Sáng ngày 15 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Mò Chè tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Sông Công trước kỳ họp thứ 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân phường Mò Chè trước kỳ họp thứ 8 khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu thành phố Sông Công có đồng chí Hoàng Thái Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sông Công, đồng chí Thiệu Hoàng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công, đồng chí Hoàng Văn Pha, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bá Xuyên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế xã hội của phường Mò Chè năm 2023, nghe trao đổi tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023. Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 8. Đã có 15 cử tri phát biểu tại hội nghị với trên 30 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề như quản lý đô thị, quản lý quy hoạch đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề ô nhiễm môi trường, xuống cấp tại một số vị trí đường giao thông, vấn đề ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên tại cổng trường tiểu học Mỏ Chè và trường trung học cơ sở Nguyễn Du, vấn đề chất lượng nước sinh hoạt, v.v. Sau khi lắng nghe tiếp thu các ý kiến, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỏ Chè, các đồng chí đại diện cho cơ quan chuyên môn Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường đã trả lời, làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Thái Cương cũng cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ và quyết liệt chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.